Liên quan đến vụ cháy nổ kinh hoàng đêm ngày 27 tháng 12 tại một tiệm sửa xe trên đường Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, khiến ai cũng hoang mang lo lắng. Mới đây, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin chính thức về nguyên nhân vụ việc. Ngày 28 tháng 12, Công an thành phố Hà Nội cho biết, khi làm việc với công an, anh NVL quê Ninh Bình là nhân viên sửa xe của quán cho biết, khoảng cuối tháng 11, anh TVT sinh năm 1986 và anh NNT sinh năm 2000 dù nhau mua thuốc về tự cuốn pháo, có thể trong khi sử dụng bếp ga mini để ăn lẩu, bình ga phát nổ gây cháy, nổ số pháo đã cuốn. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 27 tháng 12, trung tâm thông tin chỉ huy công an Hà Nội nhận tin báo xảy ra tại một cửa hàng sửa xe máy trên đường Hoàng Công Chất, quận Bắc Từ Liêm Hà Nội. Bốn xe chữa cháy, một xe cứu nạn cứu hộ được cử tới hiện trường tổ chức chữa cháy. Sau khoảng 40 phút, đám cháy được dập tắt. Vụ hỏa hoạn khiến anh TVT sinh năm 1986, NNT sinh năm 2000 và TVL sinh năm 2000 cùng quê ở Tân Niên, Bắc Giang bị bỏng. Những người này được cấp cứu tại viện bỏng quốc gia, hiện sức khỏe đã ổn định. Những người này khai trong quá trình nấu ăn, bình ga lâu không sử dụng dẫn đến nổ bình ga gây cháy. Vụ việc khiến cửa hàng và một số xe máy, vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa bị hư hỏng. Các nhà liền kề cũng hư hỏng nhẹ phần cửa sổ thiệt hại về vật chất đang được lực lượng chức năng thống kê. Hiện ba nạn nhân sức khỏe đã ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng. Về tài sản, cháy một số xe máy và vật tư thiết bị đồ dùng sửa chữa xe trong diện tích đám cháy khoảng 54m2. Công an quận Bắc Từ Liêm tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Càng về gần Tết, những vụ việc liên quan đến phá nổ càng có nguy cơ xảy ra thường xuyên hơn. Chính vì thế, trong thời gian cần kỳ Tết, mọi người cần hết sức cẩn thận đề phòng trong việc sử dụng các thiết bị dễ gây cháy nổ chập điện tuyệt đối không sử dụng các loại pháo tự chế để đề phòng rủi ro xảy ra